Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Man United phải đối mặt với một chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Anfield của Liverpool, nơi họ từng thua thảm 0-7 ở mùa giải trước và không có dấu hiệu nào với một tương lai tươi sáng hơn. Đối với Man United, họ sẽ quay trở lại thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu không ổn, hoặc ít nhất là giai đoạn cho thấy triều đại của Erik ten Hag đã sải ở đâu. Các cầu thủ Man United run rẩy khi trở lại phòng thay đồ tại Anfield sau thất bại 0-7 ở mùa giải trước. Hiện tại có cảm giác thất bại 0-7 trước Liverpool tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến Man United hơn những gì mà mọi người nhận ra vào thời điểm đó. Điều tồi tệ hơn là trận thua đó được diễn ra ngay sau thời điểm được cho là bệ phóng của Man United khi vô địch Carabao Cup. Sự xấu hổ sau khi rời Anfield làm xói mòn rất nhiều sự tự tin mà Ten Hag đã xây dựng. Điều đó tất nhiên không có ý nghĩa là các cầu thủ Man United mất niềm tin vào Ten Hag, nhưng cảm giác tiến bộ đã bị cản trở một cách nghiêm trọng. Rõ ràng là Quỷ Đỏ gần như không có được một màn trình diễn thuyết phục nào kể từ đó với nhiều lý do khác nhau. Thông thường, những chiến thắng không thể chứng minh cho sự trở lại của một câu lạc bộ, thay vào đó chỉ nên là bàn đạp để tiếp tục đi lên. Và Liverpool là một trong những đội hiểu rõ nhất bình minh giả tạo mà Man United đang phải trải qua. Rafa Benitez từng giúp cho Liverpool vô địch Champions League, nhưng giờ Klopp vẫn cần sự thay đổi và chấp nhận buông bỏ thành công đó. Man United hiện vẫn chưa làm được như Liverpool. Không quá khi nói rằng Old Trafford chỉ còn là đống tro tàn kể từ khi thành công của Sir Alex Ferguson chấm dứt. Giờ đây, họ đang bị cuốn vào chu kỳ thời hậu Sir Alex Ferguson. Các mô hình thất bại cứ như vậy tiếp diễn tại MU. Đó là lý do tại sao 25% cổ phần của Ineos lại rất cần thiết với Man United vào lúc này. Không chỉ đảm bảo Sir Jim Ratcliffe sẽ hiện đại hóa câu lạc bộ, nhưng Jean-Claude Brain ít nhất cũng được xem là một trong những nhà điều hành thể thao lão luyện bậc nhất châu Âu. Ineos lên kế hoạch kiểm tra cách hoạt động của bộ phận bóng đá tại Man United trước khi đưa ra hướng đi mới. Dù vậy, điều đó đồng nghĩa là Ten Hag không có quyền lực như ban đầu. Đó gần như là một sự trớ trêu kỳ lạ về thời gian của chiến lược gia người Hà Lan tại Old Trafford. Ten Hag được đưa về Man United sau quãng thời gian thành công tại Ajax. Tại đội bóng của Hà Lan, Ten Hag không có tiếng nói trong khâu chuyển nhượng, nhưng được tự do áp dụng một hệ tư tưởng bóng đá mới. Tại Old Trafford diễn ra thì ngược lại, Ten Hag được quyết định việc tuyển dụng, nhưng Man United không thể hiện bất cứ phong cách nào. Ngay cả Jurgen Klopp cũng không có được điều đó. Cách làm của Liverpool hiện tại rất giống với cách làm trước đây của Ajax cũng như Man City. Khi Klopp cần bổ sung một vị trí, ông sẽ thông báo cho bộ phận tuyển dụng và sau đó tiến hành phân tích, nghiên cứu để đưa ra danh sách cho các lựa chọn tiềm năng. Chính điều đó đã dẫn tới một tập thể Liverpool 2.0 như hiện tại. Klopp nhận ra động cơ của hàng tiền vệ là vấn đề của Liverpool và chiến lược này ngay lập tức được tái thiết. Hiện tại, họ đã vượt qua vị trí của Man United ở mùa giải trước và đang tiến gần hơn tới một danh hiệu lớn. Điều đó nói lên phẩm chất của Klopp cũng như kiến thức mà ông được tích lũy ở Liverpool. Trong bóng đá, chỉ cần đưa ra quyết định đúng đắn, mọi thứ có thể xoay chuyển một cách rất nhanh. Với Ten Hag và Man United, mùa giải của họ trở nên rối loạn. Đội bóng duy nhất ở nửa trên của bảng xếp hạng mà họ đánh bại được trong mùa giải này là Fulham. Liệu rằng khi bị dồn vào thế đường cùng, Man United có thể tạo ra phép màu tại Anfield? Video được tài trợ bởi FB88.